Covid-19 khiến tuổi thọ trung bình của Mỹ giảm mạnh nhất kể từ Thế chiến II. Covid-19 là nguyên nhân gây tử vong hàng thứ ba tại Mỹ trong năm 2020 sau bệnh tim và bệnh ung thư. Số liệu liên bang mới công bố cho thấy tuổi thọ trung bình của người Mỹ trong năm 2020 đã giảm mạnh hơn so với thông tin trước đó, khi đại dịch Covid-19 được coi là một tác nhân chính. Theo dữ liệu do Trung tâm Kiểm soát và Ngăn ngừa Dịch bệnh Mỹ CDC cung cấp ngày 22 tháng 12, Tuổi thọ trung bình của người dân Mỹ đã giảm 1,8 tuổi, xuống còn 77 tuổi trong năm 2020. Mức giảm này lớn hơn mức giảm 1,5 tuổi thọ từng được đưa ra trong ước đoán hồi tháng 7 năm 2021. Đây cũng là mức giảm lớn nhất kể từ thời chiến tranh thế giới thứ hai. Covid-19 là nguyên nhân gây tử vong đứng hàng thứ ba tại Mỹ trong năm ngoái, xếp sau bệnh tim và bệnh ung thư. Riêng năm 2020, đã có 351.000 người Mỹ chết do nhiễm Covid-19 gia tăng tử vong từ sử dụng thuốc quá liều bệnh tiểu đường nạn ngộ sát cũng là những nguyên nhân làm giảm tuổi thọ tại mỹ các bạn nhớ đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được video mới sớm nhất nhé